Bonsai Thời Thịnh xin chào tất cả anh em. Hôm nay chúng ta cùng đến với vườn anh Tặng Hải Hậu. Đây là vườn Trần Tặng đây. Anh em quan tâm thì Facebook anh là Trần Tặng. Ôi chỗ này mát quá anh nhỉ. Toàn đồ quý thôi. Một tác phẩm nữa là cực chất anh em nhé. Anh em thấy cốt chậu này. Đúng không? Thế hôm nào ăn một quen em cùng bạn gái ở cổng trường. Ôi anh em. Nhìn thì cây đẹp đâu những gai người đấy. Con này còn cơm hơn này. Con này còn cơm hơn này. Càng nhìn càng thấy gai người. Con này xinh quê đúng không anh? Đây này hay quá này. Ở Nam Điền. Nam Điền. Một tác phẩm xanh Nam Điền tiếp anh nhé. Đây mua cho con một cái này này. Quê đấy anh. Điền. Đây là vườn ai? Vườn Trần Tặng. Vườn Trần Tặng. Bố mày muốn làm cáo thì bố tác phẩm xì. Xì. Đây. Rất là hay. Võ nhỏ thôi nhưng có võ đúng không anh? Một tác phẩm nhỏ thôi. Nhưng có thể nói là có võ. Gốc thần. Trần Tặng đâu nhỉ? Đó. Đó thế nào? Tôi muốn làm gì ạ? Tôi cho thằng Nam một cây thì tôi xong bảy cây thì cho một cây. Thuốc Lào hả? Anh em hỏi cái kia thế nào? Tặng giá nào? Tôi mua tương lai, tôi mua tiền thì cái đấy là tiền thì ăn lên những cái tiền thì tặng ơi, cái này tôi báo giá nào thì mua tặng 350. Cái đồ tặng thì nó cao. Tôi cho tặng 500. Anh tặng nó báo giá về 350 anh em nhá. Không khỏi thôi. Bạn xem hợp lý tôi mua tặng bạn. Anh em nào mà yêu mến thì liên hệ anh Trần Tặng hoặc liên hệ với lại bọn Sài Gòn Định. Thực sự ra thì với số tiền đấy nó cũng bình thường đấy, nó không ghê gớm. Và cái lúc này anh em mình đang đều khó khăn cả. Nó tóm lại là chưa đến 1 triệu. Chưa đến 1 triệu. Ố về để làm cho nó lên thành 1 triệu. Chắc rất nhiều anh em đang nghiên cứu. Đâu bao cái này Tháo đường chạy. Hôm nay là chủ tịch thật ra ý tưởng. Thôi tôi chém thôi. Làm nào để vào đây. Đây này, ngóc cái này. Đây này, ngóc cái này. Đầu phải ngóc lên. Đây, cái tay là đoạn cóc ấy. Đấy, chưa? Đây là phần cóc. Bây giờ, cóc thật. Quay đề hình bằng cóc. Cóc thật chứ có phải cóc đùa. Cóc xịn. Mua luôn đây. Không à, cho mày nặng chứ anh rồi. Đây. Tiếp tục là một tác phẩm Si. Lên đây mọi người sáng mặt có bật được. Đấy. Nhưng mà
anh Lưu Trường Sơn. Cắt đây á? Không, dùng cắt luôn để. Cái trực đấy với anh tặng. Đúng kiểu tay kia là bố vợ phải đấm à. Nói theo bản xử đấy nhá. Chết đấy. Con này quăng này. Con này chất lượng đấy. Sốc hàng. Lọc sao? Nằm đi xem nào. Đông người nhà bạn anh nhỉ? Nóng tối lên con đường giường. Con này nó không rạng. Nó cần cái gì cái mặt này. Cái răng này đẹp không? Dạ. Cái răng của mày nhìn cho gặp. Nó nhũn hết rồi. Mình nghĩ ra ngày đẹp không?